Con Bạch Thầy, con là một học sinh lớp 12. Theo dự kiến thì đầu năm nay lớp con sẽ tổ chức đi đền thờ Chu Văn An và văn miếu Quốc Tử Giám để em việc thi cử cho được đỗ đạt, học hành tiến bộ. Nhưng con cũng không biết khi đến những nơi như thế thì con và các bạn nên làm những gì và cầu nguyện như thế nào cho có ý nghĩa ạ. Cháu này là học sinh lớp 12. À, gửi câu hỏi đến cho thầy, thầy cũng thấy thường lệ hàng năm cứ trước kỳ thi đó thì là phụ huynh này rồi các học sinh thường đi đến các đền đến chùa để lễ để cầu nguyện à, cho con mình ấy là vào kỳ thi thì được may mắn đỗ đạt. Đặc biệt là mấy đền như ở Hải Phòng thì đi đền của ngài Nguyễn Bình Khiêm rồi Chu Văn An ở Hải Dương, rồi ở các nơi đó, rồi đi Văn Miếu Quốc Tử Giám, đó. Thế thì đây là ngài Nguyễn Bình Khiêm, ngài Chu Văn An là những nhân vật rất là nổi tiếng đại chúng biết rồi, nghe không? Nhất là nhà giáo Chu Văn An, chúng ta còn có trường Chu Văn An. Thì thầy Chu Văn An là một vị quan ở triều Trần và cũng là một nhà giáo và phải nói là một vị quan rất thanh liêm một thầy giáo mẫu mực đào tạo nhiều những thế hệ học sinh rất là tài giỏi có tài có đức cho dân cho nước nên thì năm nay thì là các cháu học sinh này tính là đi đền chu văn an và đi văn miếu quốc tử giám để lễ để cầu cho mình đi thi cho được tốt được đỗ đạt thì trước hết thì quan điểm ấy, về phía nhà phật mình ấy, thì thầy thấy ấy, các con mà đi lễ như thế cái việc ấy là việc tốt à tâm nguyện của mình là tốt mình muốn đi lễ phật này đi lễ các bậc hiền nhân và các bậc thánh nhân này để cầu nguyện cho mình được học hành tấn tới may mắn thế thì cái việc này chúng ta sẽ đi với tinh thần thế nào Tâm nguyện thì là như vậy. Thế nhưng mà thực sự khi các con đi đến giờ đến đền của à, ngài Chu Văn An thì chúng ta phải hiểu được con người của ngài, vào lễ ngài và học theo cái gì của ngài, những điều ngài dạy. Nghe không? Thầy giáo Chu Văn An là một thầy giáo rất mẫu mực, rất nghiêm khắc đối với việc dạy học trò. Chính thầy Chu Văn An đã dâng sớ à, xin được trảm những cái vị quan mà nhũng nhiễu nhân dân đấy gọi là dâng sớ để xin vua trả bảy cái tên quan mà nịnh thần làm hại dân hại nước mặc dù cái sớ của ngài không được vua chấp nhận nhưng mà nó thể hiện rõ cái cái nghĩa khí của ngài đấy thế thì các con đi đến đền ngài lễ ngài phải hiểu được ngài học được ngài cái tính trung thực vào cái tính kiên quyết nghe. Trên con đường học tập cũng thế, ta phải chân thật với mình. Các con sau này muốn làm người công dân có ích thì mình phải chân thật học tập, không thể gian dối trong thi cử được, mình phải học thật, có kiến thức thật, có chuyên môn thật thì mình mới giúp được cho mình và giúp cho cho đời được. Đó, hay đến văn miếu quốc tử giám thế, đây là cái trường thi để rèn lên những cái người có tài đức cho đất nước thế thì các con đến đó lễ là với với cái tâm nguyện là mong muốn cho mình được học hành tấn tới thì cử được đỗ đạt cái điều đó rất tốt. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái sâu xa hơn nữa là chúng ta noi gương các bậc tiền nhân, chúng ta học cái gương của các ngài vào wow. rèn luyện như các ngài. Chúng ta như vậy các ngài mới phù hộ được. Thế thì nếu mà các con muốn đến à, văn miếu, muốn đến đền Chu Văn An để cầu nguyện các ngài thì mình phải thực hành những lời như các ngài dạy thì nó mới cảm ứng được với các ngài mới ra hộ cũng giống như mình làm phật tử thì mình phải thực hành những lời phật dạy thì phật mới ra hộ được mình làm trái những điều phật dạy thì phật có ra hộ được không không thể ra hộ được nhé Thế cho nên các con đến đây thì các con khấn đức thánh khổng và khấn đức chu văn an là chúng con hôm nay đến đây đến đền đảnh lễ các ngài nguyện sẽ noi gương sáng của các ngài và học tập theo các ngài và con quyết trí, con rèn con học và cũng xin các ngài phù hộ độ trì cho tâm nguyện của con như thế thì sẽ là đúng và các con mà như vậy thì thầy cũng tin là có sự ảnh hưởng gia hộ của các ngài tất nhiên ở đây thầy nói là nếu mà chúng ta hoàn toàn không học hành gì thì không ai gia hộ được cái đối với chư Phật cũng thế nhé Phật thì còn dạy là Phật không thể ban phước cho ai được, cũng không giáo họa cho ai. Nghe không? Thế nhưng nếu chúng ta tâm thành hướng theo lý tưởng các ngài thực hành, lời dạy các ngài, mình sẽ có sự cộng hưởng, sẽ cái được cái sự gia trì nhất định, nó sẽ tốt đẹp. Nhé? Thì các con đến những nơi này, muốn mong mỏi cái việc học hành thi cử của mình được tốt đẹp, thì mình phải thực hiện đúng cái tinh thần như vậy. Chứ không phải chỉ đến cầu khấn không, xin xỏ không, Nghe không ai phù hộ, không như thế được cả mình phải có cái chân thật, thật là con sẽ noi gương các ngài, thật là con sẽ thực hành như những cái lời các ngài dạy và thật là như vậy, con sẽ chăm chỉ học tập thì các ngài sẽ có cái sự ảnh hưởng gia hộ nhé.